áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, chào mừng các em đến với Skills 2, phần kỹ năng 2 của Unit 4 My Neighborhood. Bài này ở trang 45 nhé. Chúng ta sẽ có phần listening là phần nghe. Study skills listening. Hãy học kỹ năng nghe. Before listening, trước khi nghe. Read the questions carefully. Hãy đọc những câu hỏi cẩn thận. Decide what information you are listening for. Hãy quyết định xem là các em sẽ lắng nghe thông tin nào. Think of some words that you might hear. Hãy nghĩ đến một số từ mà các em có thể nghe được. Listen for important information only. Và chỉ nghe những thông tin quan trọng thôi. Vậy, hãy áp dụng những điều này vào bài 1 nhé. Chúng ta có bài 1. Listen to the conversation between a stranger and Zui's dad. Fill in the blanks with the words you hear. Hãy nghe đoạn đối thoại giữa một người lạ và bố của Duy. Hãy điền vào chỗ trống với những từ mà em nghe được. Vậy chúng ta sẽ phải nhìn trước nội dung của bài này để đoán xem chúng ta sẽ nghe gì. Excuse me, where's the supermarket? Xin lỗi, siêu thị ở đâu vậy? Go to of this street. Hãy đi đến một nơi nào đó của con đường này phải không nào? Vậy nó có thể là ở góc nào đó, ở phía cuối, hoặc là ở phía bên phải hoặc bên trái. It's on your... Nó ở phía bên, chỗ này sẽ là ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải của bạn đúng không nào? Left hoặc là right. And where is the... Và người A này lại hỏi thêm một nơi nữa phải không nào? Chúng ta sẽ biết số 3 sẽ là một từ chỉ nơi trốn. It's in... Nó ở chỗ, một chỗ nào đó. Số 4 sẽ là một từ chỉ một vị trí, có thể là tên đường hoặc có thể là một khu nào đó đúng không nào? Take the, chỗ này có lẽ là đang hướng dẫn người A đi đến nơi mà người đó muốn, có thể là rẽ hoặc là đi thẳng đúng không nào? It's on your left, nó ở phía bên trái của bạn. Vậy sau khi đoán là chúng ta sẽ nghe gì? Cô sẽ bật phần audio lên để các em làm bài nhé. Listen to the conversation between a stranger and Zui's dad. Fill in the blanks with the words you hear. Excuse me, where is the supermarket? Go to the end of this street. It's on your right. And where is the lower secondary school? It's in Lezuan Street. Take the second right, and it's on your left. Great! Where can I have... Phần audio chỉ đến it's on your left thôi nhé. Vậy, chúng ta có thể đoán được sau khi nghe phần audio, số 1 sẽ là the end of this street, đúng không nào? It's on your... Các em sẽ điền là right nhé. Right. It's on your right. And where is the... Chỗ này sẽ là lower secondary school. Đúng không nào? Và câu số 4 sẽ là it's in... Chỗ này các em sẽ nghe thấy một từ hơi lạ, Lê Xuân Street. Nhưng thực ra nó là Lê Duẩn, đường Lê Duẩn. Lê Xuân Street. Nó chính là đường Lê Duẩn. Tiếp theo, take the second right. Đúng không nào? Và này có nghĩa là excuse me, where's the supermarket? Xin lỗi, siêu thị ở đâu vậy? Go to the end of the street. Hãy đi đến cuối đường này.
is on your right. Nó nằm ở phía bên phải của bạn. And where is the lower secondary school? Vậy trường trung học cơ sở ở đâu ạ? It's in Lezen Street. Nó nằm ở đường Lezen. Take the second right. Hãy rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai. And it's on your left. Và nó nằm ở phía bên trái của bạn. Đúng không nào? Vậy là chúng ta đã làm xong bài 1 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A to F on the map. Hãy nghe đoạn đối thoại một lần nữa. Hãy chọn những nơi đúng từ khung ở dưới đây. Hãy viết những chữ cái từ A đến F sao cho đúng lên trên bản đồ ở phía dưới, phải không nào? Chúng ta có từ supermarket là siêu thị, secondary school là trường trung học phổ thông. À, cô xin lỗi, trường trung học cơ sở. Phở 99 là phở 99. Restaurant là nhà hàng. Art gallery là phòng triển lãm nghệ thuật hoặc là triển lãm tranh. Quỳnh Cafe là Quỳnh Cafe. Vậy bây giờ hãy nhìn vào tấm bản đồ ở dưới đây nhé. Các em cần chú ý vị trí của mình đang ở đây. Vậy bây giờ cô sẽ bật phần audio lên để các em nghe. Và các em hãy nhớ áp dụng những quy tắc ở phía đầu bài mà chúng ta đã nói tới nhé. Unit 4, page 45, skills 2, activity 2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A to F on the map. Excuse me, where is the supermarket? Go to the end of this street. It's on your right. And where is the lower secondary school? It's in Lezuan Street. Take the second right, and it's on your left. Great! Where can I have some coffee? Quinn Cafe in Trang Quang Ju Street is a good one. How can I get there? First turn left, then turn right. Go straight, it's on your left. How about an art gallery? First take the third left, then go to the end of Leloy Street, and it's on your right. Vậy sau khi nghe, chúng ta có thể đoán được. Câu số 1 sẽ là A, phải không nào? Supermarket, vì chúng ta phải đi đến cuối đường thì mới đến được siêu thị. Số 2 sẽ là supermarket. À, cô xin lỗi, sẽ là secondary school, là trường trung học cơ sở. Sẽ là C, đúng không nào? Và tiếp theo câu số 3. Câu số 3 các em điền gì nhỉ? Câu số 3 sẽ là Queen Cafe, đúng không nào? Sẽ là F. Vì chúng ta phải rẽ vào đường Trần Quang Diệu. Các em sẽ thấy là người ta đọc đường Trần Quang Diệu sẽ hơi kỳ, tại vì giọng người ta là giọng người Anh nên đọc tên tiếng Việt sẽ hơi kỳ và sẽ không được chuẩn là Trần Quang Diệu nhé. Các em nhớ nhé. Tiếp theo câu số 4 sẽ là Art Gallery, phải không nào? Vậy các em đã làm xong bài số 2 rồi đúng không nào? Lưu ý là các em chỉ nên nghe những thông tin cần thiết trong bài này, chứ không cần nghe hết cả bài nhé. Các em hãy tập lọc thông tin trong khi nghe nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần writing, có nghĩa là kỹ năng viết. Bài số 3, tick what you like or don't like about a neighborhood. Hãy chọn điều mà em thích hoặc là không thích về một khu phố.
Đầu tiên chúng ta có sandy beaches là những bãi biển đầy cát. So like, thích. Heavy traffic. Xe cộ đông đúc thì chắc chắn sẽ là don't like rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có many modern buildings and offices. Có rất nhiều tòa nhà và những văn phòng hiện đại. Điều này cũng sẽ là don't like. Bài này hoàn toàn dựa vào ý kiến của em, cho nên em có thể tích vào thích hoặc là không thích tùy vào mình nhé. Đây sẽ là ý kiến chủ quan của cô thôi. Tiếp theo câu số 4 sẽ là peaceful streets, đường phố yên bình. Tất chắc chắn sẽ là like rồi đúng không nào? Câu số 5, good restaurants and cafes, những quán cà phê và nhà hàng tốt, sẽ là like. Sunny weather, thời tiết nắng. Nắng quá thì cũng không tốt đúng không nào? Cô sẽ chọn like ở đây nhé. Câu số 7, busy and crowded streets, đường phố nhộn nhịp và đông đúc. Cô sẽ chọn don't like. Many shops and market, có rất nhiều cửa hàng và chợ. Cô sẽ chọn like nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong bài 3 rồi. Bài này hoàn toàn dựa vào ý kiến chủ quan của các em. Nhưng các em có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn nhé. Like hay don't like đều được. Tiếp theo sẽ là bài số 4. Make notes about your neighborhood. Think about the things you like or dislike about it. Hãy ghi chú về khu phố của các em. Hãy suy nghĩ về những điều mà em thích hoặc là không thích. Cô sẽ ví dụ một vài điều nhé. Ví dụ như là peaceful này, yên bình. Có nhiều, many, có nhiều cửa hàng, many shops, museum, museums, hoặc là market, đúng không nào? Markets. Chúng ta có thể viết gì nữa nhỉ? Friendly people đúng không nào? Người dân thì thân thiện. Hoặc là chúng ta có thể viết good food, đồ ăn ngon đúng không nào? Dislike, chúng ta có thể viết busy streets, đường phố đông đúc. Chúng ta cũng có thể viết polluted air, không khí bị ô nhiễm chẳng hạn, đúng không nào? Bài số 4 cũng hoàn toàn dựa vào ý kiến của em, nên các em có thể viết gì mình thích nhé. Nhưng các em nên lưu ý là nó sẽ liên quan đến bài số 5, nên hãy viết những thứ mà các em có thể viết thành một bài văn được nhé. Đây, chúng ta sẽ đến với bài 5. Write a paragraph about your neighborhood, saying what you like or dislike about living there. Use the information in For and Khang's blog as a model. Hãy viết một đoạn văn nói về khu phố của em, đúng không nào? Nói về những điều em thích hoặc là không thích khi mà sống ở đó. Hãy sử dụng những thông tin trong bài 4 và trong blog của Khang như là một bài mẫu. Vậy nên các em hãy viết những thông tin trong bài 4 thật cẩn thận, để đến bài 5 chúng ta sẽ viết thành một đoạn văn luôn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu I'd like to tell you some good things and some bad things about living in my neighborhood. Tôi sẽ kể với các bạn nghe những điều tốt và những điều xấu về việc sống trong khu phố của tôi. Cô đã làm một bài văn mẫu để cho các em xem đây.
I'd like to tell you some good things and some bad things about living in my neighborhood. I love my neighborhood because it's very peaceful. Tôi thích khu phố của tôi vì nó rất là yên bình. There are many museums. Có rất nhiều museums, bảo tàng, shops, cửa hàng và markets here. Và chợ ở đây đúng không nào? I love reading books, so I often go to bookstores. Tôi thích đọc sách nên tôi hay đi đến những hiệu sách. Moreover, the streets are wide and the people are very friendly. Đường phố, hơn nữa, đường phố thì rất là rộng và những người dân thì rất là thân thiện. It's so good to live with people here. Thật là tốt khi mà được sống với mọi người ở đây. Tiếp theo, however, the thing I dislike here is the traffic. Tuy nhiên, điều mà tôi không thích ở đây chính là giao thông. The streets are busy. Đường phố thì quá đông đúc. Busy and crowded. Quá nhộn nhịp và đông đúc. So the air is polluted and harmful. Cho nên là không khí bị ô nhiễm và có hại cho sức khỏe. Các em hoàn toàn có thể viết theo ý kiến của mình để tạo nên một bài văn nhé. Chúc các em làm bài tốt và đây là phần kết thúc của Skills 2. Hẹn các em ở những video phía sau nhé. Khóa học Việt Jack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.